Xin chào, đây là The Bike Group Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level bí ẩn của The Bike Group, The End. The End, Survival Difficulty, Class Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. The End được cho là một level bẫy nhằm tạo ra cái ảo tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi The Bike Group. Bố cục của level này bao gồm một thư viện hiện đại, dường như vô tận, với khu vực chính ở trung tâm được trang trí bằng các chữ cái kim loại đánh vần từ The End is Near, có nghĩa là cái kết đang đến gần. Những kẻ lang thang khi bước vào level này sẽ cảm thấy gần như hoàn toàn tĩnh lặng. Một số khu vực đo được ở mức âm 6,2 dB. Nếu bạn nào không biết dB là gì thì cơ bản ra thì dB là viết tắt của decibel, là đơn vị đo lường cường độ hoặc tần suất âm thanh. Con người có thể nghe được từ 16 đến 130 decibel, nên chúng ta cũng có thể hiểu được rằng tại sao khu vực trung tâm của level này lại gần như tĩnh lặng với những khu vực còn lại. Mặc dù các thiết bị bên trong những chiếc máy tính có phát ra những tiếng ồn, khuyến cáo là nên ở lại khu vực trung tâm của level và không khám phá sâu hơn để tránh cảm giác bị cô lập. Để thoát ra khỏi level này là vô cùng khó khăn bởi do tính chất không ổn định của nó. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Level này dường như bị lặp lại khi đi theo một hướng duy nhất. Tuy nhiên, việc quanh quẩn xung quanh vào thời điểm này sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm. Việc no clip ngẫu nhiên cũng đã được ghi nhận, nhưng điều này không dẫn đến việc thoát khỏi level. Các lối thoát vẫn tồn tại, nhưng hiện không có cách nào để ghi lại chúng. Ngoài ra, level này có thể khiến những người lang thang không thể nhận thức được những người lang thang khác, ngay cả khi họ ở trong khoảng cách cực kỳ gần. Và giờ, chúng ta sẽ đến với một khả năng khá kỳ lạ nhưng không kém phần nguy hiểm đối với những người lang thang của The End, đó chính là Fake Reality hay Thực Tại Giả. Bị mắc kẹt trong The End có thể dẫn đến một số kết quả không mong muốn, cụ thể là Fake Reality hay Thực Tại Giả. Thực Tại Giả là các khu vực nhỏ được cá nhân hóa của The End nhằm tái tạo lại môi trường cho những người bị ảnh hưởng bởi chúng. Điều thú vị là nhận thức của con người ở những khu vực này là hoàn toàn bình thường. Chúng dường như là những khu vực vật lý, vật chất có thể được tương tác một cách bình thường. Tất cả các thực tại giả được ghi nhận là dường như tồn tại gần nhau và có tác động chuyển tiếp đối với chúng. Các khu vực giữa những thực tại giả này sẽ bắt đầu hòa trộn vào nhau khi bạn ở gần một thực tại giả khác. Cuối cùng là chuyển đổi hoàn toàn. Khi ranh giới của một thực tại giả bị phá vỡ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tất cả các công nghệ bao gồm radio tiêu chuẩn và wifi sẽ không hoạt động ở level này. Bất cứ thứ gì sử dụng điện để hoạt động sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động cho đến khi thoát ra khỏi level. Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này là các thiết bị đầu cuối của máy tính được tìm thấy ở level này, dường như có thể kết nối với bất kỳ nguồn wifi nào. Lời khuyên là bạn không nên sử dụng các thiết bị đầu cuối máy tính ở level này, vì khu vực này dường như thường được những party goer thường xuyên lui tới và có thể là thực thể host mà nhiều người liên tục đề cập đến. Đã có ít nhất 3 báo cáo khác nhau về việc những người lang thang bị những party goer bắt sau khi bị truy đuổi vào The End. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn cứ và cộng đồng. Bên trong The End chỉ chứa duy nhất một cộng đồng, đó chính là The Junkies. The Junkies là một nhóm nhỏ gồm 6 người đã tạo căn cứ trong Fake Reality của The End. Họ sẽ không mở bất kỳ giao dịch nào trừ khi bạn có Memory Juice. Cả nhóm này dành phần lớn thời gian để say sưa với Memory Juice nhằm cố gắng cho bản thân tin rằng họ đang ở nhà. BNTG đã thực hiện nhiều nỗ lực để giải cứu họ nhưng đều hoàn toàn vô ích. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, lối vào và lối thoát của The End. The End có thể được truy cập thông qua các cánh cửa có biển exit. Thông thường nhất thì bất kỳ cánh cửa nào có bảng hiệu với đèn neon phía trên cũng có thể rơi qua The End thông qua no clip, nhưng điều này là có vẻ hiếm và hoàn toàn ngẫu nhiên. Thực tại giả của The End đôi khi có thể chứa các lối ra vào các level khác an toàn hơn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không nhất quán. Một số cách đáng tin cậy để rời khỏi The End vẫn chưa được khám phá. Đồng thời thêm, thực tại giả cũng có thể dẫn đến những level khác của The Bike Room. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.